vị thân mến, chúng ta lại cùng gặp lại nhau trên kênh Thời sự Nhanh. Và trong vòng 24 giờ qua, đã có những thông tin nổi bật nào? Đâu đang là những thông tin thu hút nhiều sự quan tâm của dư luận? Ngay bây giờ chúng tôi sẽ cùng truyền tải tới quý vị. Mời quý vị sẽ cùng đến với những thông tin chi tiết. Lộ diện nhân vật nhận hối lộ số tiền lớn trong vụ án chuyến bay giải cứu. Quý vị và các bạn thân mến, ông Phạm Trung Kiên, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên nhận hối lộ số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng, nhiều hơn cựu Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Tô Anh Dũng. Nội dung được nêu tại kết luận vụ án đưa, nhận hối lộ, môi giới hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thành công vụ và lừa đảo chiếm đoạt tài sản xảy ra tại Bộ Ngoại giao Hà Nội và một số tỉnh thành. Có hơn 21 người bị đề nghị truy tố về tội nhận hối lộ, từ quan chức cấp Thứ trưởng Bộ Ngoại giao đến lãnh đạo cấp cục một số ngành, hai phó chủ tịch Hà Nội và Quảng Nam, trợ lý phó thủ tướng và trợ lý thứ trưởng. Người nhận hối lộ nhiều nhất lên đến 42,6 tỷ đồng, người ít từ vài trăm triệu đến vài tỷ đồng. Nhiều người đã nộp lại toàn bộ số tiền nhận hối lộ, một số người nộp lại một phần, hơn 180 lần nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra, ông Phạm Trung Kiên với vai trò là thư ký của ông Đỗ Xuân Tuyên, Thứ trưởng Bộ Y tế đã có hơn 180 lần nhận hối lộ với tổng số tiền lên đến 42,6 tỷ đồng để trình Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay hoặc người dân được về nước trong dịch COVID-19. Tại thời điểm dịch COVID-19 bùng phát, ông Kiên có nhiệm vụ tiếp nhận trình Thứ trưởng Bộ Y tế Đỗ Xuân Tuyên duyệt ký văn bản trả lời liên quan đến việc cho ý kiến xét duyệt các chuyến bay theo đề nghị của Bộ Ngoại giao và các cơ quan, tổ chức, cá nhân. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, ông Kiên đã tiếp xúc, yêu cầu và thỏa thuận với các đại diện doanh nghiệp phải chi số tiền 50 đến 200 triệu đồng trên chuyến bay hoặc phải trả phí 500.000 đồng đến 1 triệu đồng trên khách đối với chuyến bay combo, từ 7 đến 15 triệu đồng trên người đối với khách lẻ, tùy từng thời điểm để được Bộ Y tế chấp thuận cho khách lẻ được về nước. Ngoài ra, bị can Kiên cùng với Vũ Anh Tuấn, cựu phó trưởng phòng Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, yêu cầu gợi ý các doanh nghiệp liên hệ, chi tiền cho Kiên để được Bộ Y tế chấp thuận chuyến bay, cũng như kịp trả lời các văn bản liên quan chuyến bay giải cứu. Kết quả điều tra xác định Phạm Trung Kiên đã nhận hối lộ với tổng số tiền là hơn 42,6 tỷ đồng, là người nhận hối lộ số tiền lớn nhất so với các quan chức đã bị bắt trong vụ chuyến bay giải cứu, choáng với tần suất nhận hối lộ. Theo kết luận điều tra tháng 7 năm 2021, qua giới thiệu của Vũ Anh Tuấn, Phó Tổng Giám đốc Công ty Bulusky Nguyễn Thị Thanh Hằng liên hệ và được Kiên yêu cầu chi 150 triệu đồng trên chuyến để được chấp thuận cấp phép chuyến bay combo. Chỉ trong vòng 5 tháng, Phạm Trung Kiên đã có 7 lần nhận hơn 6 tỷ đồng từ lãnh đạo công ty Bulusky, trong đó có đa phần ông Kiên nhận hối lộ ngay tại trụ sở Bộ Y tế, số tiền nhận hối lộ từ 300 triệu đến hơn 1,3 tỷ đồng. Tháng 6 năm 2021, tại trụ sở Bộ Y tế, Kiên gặp Trần Thị Mai Sa, giám đốc công ty cổ phần giáo dục du lịch Masterline và yêu cầu doanh nghiệp phải chi số tiền 1 đến 2 triệu đồng trên khách tham gia chuyến bay về nước. Bị cáo đã có 5 lần nhận hối lộ của doanh nghiệp này, trong đó có 4 lần nhận qua số tài khoản của mẹ vợ mình và 1 lần nhận trực tiếp tại trụ sở Bộ Y tế. Tổng số tiền Kiên đã nhận là hơn 1,7 tỷ đồng. Sau khi cơ quan điều tra khởi tố vụ án, Kiên đã chuyển khoản trả lại 1,4 tỷ đồng cho Mai Sa. Tương tự, tháng 6 năm 2021, Nguyễn Thị Tường Vi đã gặp và nhờ Kiên giải quyết sớm thủ tục cấp phép chuyến bay combo cho nhóm công ty của Vi và cũng được yêu cầu chi số tiền 1 đến 2 triệu đồng trên khách tham gia chuyến bay về nước. Từ tháng 6 năm 2021 đến tháng 11 năm 2021, Kiên nhận hối lộ tới 10 lần với tổng số tiền hơn 2,7 tỷ đồng, đều thông qua tài khoản của mẹ vợ. Ngoài ra, cựu thư ký Thứ trưởng Bộ Y tế đã nhận hối lộ từ nhiều doanh nghiệp khác, số tiền ít từ vài chục triệu, nhiều lên tới hơn 5 tỷ đồng. Riêng với ông Vũ Hồng Quang, cán bộ Cục Hàng không Việt Nam đã liên hệ tiếp xúc nhờ Kiên giúp để Bộ Y tế chấp thuận cho khách lẻ được về nước trong chiến dịch chuyến bay giải cứu. Ông Kiên đã đề nghị cấp trên và yêu cầu phải chi từ 7 đến 15 triệu đồng trên khách. Cựu thư ký Thứ trưởng đã có đến 114 lần nhận hối lộ với số tiền hơn 7,4 tỷ đồng từ cán bộ Cục Hàng không. Chuyến bay giải cứu, cựu phó giám đốc Công an Hà Nội môi giới chạy án 2,6 triệu USD. Thưa quý vị, theo kết luận điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn, cựu phó giám đốc Công an thành phố Hà Nội không có chức năng nhiệm vụ trong việc điều tra, xử lý vụ án do cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an thụ lý điều tra.
Tuy nhiên do sẵn có mối quan hệ với Hoàng Văn Hưng, nguyên cán bộ công an và với mục đích muốn giúp cho bà Nguyễn Thị Thanh Hằng, phó tổng giám đốc công ty Bluesky và Lê Hồng Sơn, nguyên tổng giám đốc công ty Bluesky không bị xử lý hình sự. Từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2022, ông Nguyễn Anh Tuấn đã nhận lời giúp làm trung gian và nhận tiền từ Nguyễn Thị Thanh Hằng, sau đó liên hệ gặp gỡ tác động đưa tiền cho ông Hoàng Văn Hưng để chạy án cho bị can Hằng Sơn. Kết quả điều tra xác định, ông Tuấn đã nhận từ bà Hằng tổng cộng hơn 2,6 triệu USD, khoảng 61 tỷ đồng. Cựu phó giám đốc công an Hà Nội khai đã dùng 400.000 USD đưa cho Hoàng Văn Hưng tổng cộng hơn 2,2 triệu USD để lo cho Nguyễn Thị Thanh Hằng, Lê Hồng Sơn không bị xử lý hình sự. Tuy nhiên, căn cứ kết quả điều tra, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an xác định chỉ có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận 800.000 USD, trong đó 350.000 USD nhận vào khoảng cuối tháng 10, đầu tháng 11 năm 2022, 450.000 USD nhận vào ngày 5 tháng 12 năm 2022. Từ bà Hằng thông qua ông Nguyễn Anh Tuấn để lo cho Hằng và ông Sơn, cơ quan điều tra cho rằng chưa có đủ căn cứ kết luận ông Hưng đã nhận số tiền hơn 1,4 triệu USD còn lại. Hành vi của bị can Nguyễn Anh Tuấn đã phạm vào tội môi giới hối lộ với số tiền môi giới hối lộ là hơn 2,6 triệu USD, tương đương 61 tỷ đồng. Trong đó, Nguyễn Anh Tuấn phải chịu trách nhiệm đối với số tiền hơn 1,8 triệu USD, tương đương 42 tỷ đồng. Quá trình điều tra, bị can Nguyễn Anh Tuấn thành khẩn khai báo hành vi phạm tội của bản thân và các cá nhân có liên quan, góp phần giúp cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an làm rõ nhiều tình tiết của vụ án. Theo kết luận điều tra, thời điểm xảy ra vụ án, bị can Hoàng Văn Hưng là trưởng phòng điều tra Cục An ninh điều tra Bộ Công an, đồng thời là điều tra viên thụ lý chính đối với vụ án chuyến bay giải cứu. Cựu cán bộ công an này đã lợi dụng chức vụ quyền hạn được giao, nhiều lần liên hệ trao đổi thông tin điều tra vụ án với ông Nguyễn Anh Tuấn, người không có trách nhiệm liên quan, trong đó có việc điều tra, xử lý đối với bị can Hằng Sơn. Ông Hoàng Văn Hưng còn gặp gỡ Nguyễn Thị Thanh Hằng, đối tượng điều tra, thông qua ông Nguyễn Anh Tuấn ngoài trụ sở làm việc, không báo cáo với lãnh đạo có thẩm quyền, hướng dẫn bà Hằng, thông qua bà Hằng, hướng dẫn Lê Hồng Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên để hướng đến chủ trương xử lý bà Hằng theo hướng, dù là người thực hiện hành vi phạm tội nhưng không bị xử lý hình sự do đã tự thú trước khi bị phát giác và Sơn không bị xử lý hình sự do không có liên quan. Tuy nhiên, không có đủ tài liệu chứng cứ kết luận ông Hoàng Văn Hưng đã nhận tiền trong giai đoạn này, cơ quan an ninh điều tra Bộ Công an coi lợi dụng chức vụ quyền hạn là tình tiết tăng nặng khi truy tố đối với ông Hưng về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ở giai đoạn sau, khi ông Hoàng Văn Hưng bị điều chuyển công tác từ vị trí trưởng phòng điều tra sang trưởng phòng chính trị hậu cần, Cục An ninh điều tra Bộ Công an thì không còn nhiệm vụ quyền hạn, thẩm quyền trong vụ việc điều tra, xử lý vụ án chuyến bay giải cứu. Nhưng bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn là trưởng phòng thuộc Cục An ninh điều tra Bộ Công an, nắm được một số thông tin liên quan đến vụ án và cung cấp cho Hằng và Tuấn để tạo niềm tin. Ông Hoàng Văn Hưng cũng tiếp tục liên hệ nhiều lần với ông Nguyễn Anh Tuấn để trao đổi về việc lo cho Hằng Sơn không bị xử lý hình sự. Thông qua ông Tuấn gặp Hằng nhiều lần để hướng dẫn, thông qua Hằng hướng dẫn Sơn cách thức khai báo khi làm việc với điều tra viên. Thậm chí Hoàng Văn Hưng còn đưa ra những lý do không đúng thực tế, chi tiền cho các cá nhân ở Viện Kiểm sát, Cơ quan Điều tra và Cục Nghiệp vụ Bộ Công an để các đơn vị cá nhân có liên quan ủng hộ quan điểm không xử lý hình sự đối với Hằng Sơn và thông tin sai sự thật về vai trò của bản thân đối với việc điều tra, xử lý vụ án chuyến bay giải cứu, rằng bị can vẫn kiểm soát được tình hình, vẫn chỉ đạo điều tra và trực tiếp báo cáo đề xuất chủ trương xử lý vụ án. Ông Hoàng Văn Hưng bị xác định đã nhận 800.000 USD từ Nguyễn Thị Thanh Hằng thông qua Nguyễn Anh Tuấn. Hành vi này của bị can đủ yếu tố cấu thành tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản.